第二课，我们都喝咖啡。百嗨穷多 a i c h ú 哥哥，你要咖啡吗？我要咖啡。我也要咖啡。好，我们都喝咖啡。哥哥，你要咖啡吗？ trong đó từ cưa cửa âm hắn việt là ca ca có nghĩa là anh trai yào có nghĩa là cần muốn nhỉ yào là anh cần anh muốn cà phê có nghĩa là cà phê nhỉ yào cà phê anh muốn uống cà phê anh cần cà phê nhỉ yào cà phê mà anh muốn uống cà phê không uổi yào cà phê có nghĩa là anh uống cà phê. Với dễ dào cà phê. Từ gì có nghĩa là cũng. Tôi cũng, anh cũng, em cũng. Cuối dễ. Với dễ dào là em cũng muốn, tôi cũng muốn. Với dễ dào cà phê là em cũng muốn cà phê. Hảo, của mình tâu khơ cà phê. Từ hảo ở đây có nghĩa là được, ok. Của mình có nghĩa là chúng tôi, chúng ta, chúng mình. Tâu khơ cà phê. Đều uống cà phê. Của mình tâu khơ cà phê có nghĩa là chúng mình đều uống cà phê.